chưa. Thế ở nhà em có dùng cái sản phẩm gì để em gọi là không? Không ạ. Không dùng gì. Bên này em xem. Well well, nặng ghê ta. Em phải bị đi bịt lại nhiều lần rồi em ạ, chứ không phải một lần. Tại sao anh lại nói thế? Vì dưới da của em có rất nhiều sẹo với cả vết thâm với nhiều lứa tuổi khác nhau em ạ. Cái này là mình phải điều trị đúng. Da em là da dầu nhờn, lỗ chân lông bị tắc mà lại viêm nhiều nữa. Đây muốn ẩn những viêm mục. Mục tiêu của mình để điều trị của em là một tháng mình cố gắng khỏi được khoảng 80-90% em ạ. Vâng. Yeah. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cay nóng, dầu mỡ, không được sờ tay lên mà không kệ nặng. Cái đấy khó không? Khó. Khó. Thế thì khó điều trị đấy. Em phải thay đổi nhé. Thứ hai là em phải hạn chế thức khuya. Khó không? Không. Ok nhá. Em bắt buộc phải thay đổi bởi vì làn da của em bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái thói quen sinh hoạt. Yeah. Vâng. Để thì mình có thể làm tốt được. Đồng ý không? Em thấy đỡ được mấy phần? Chẳng được gì. 7-8 phần. Được không? Vâng. Thừa sức nhỉ? Em thấy da của em sáng đẹp đấy. Vâng. Một ẩn thì còn một xíu nữa. Vâng. Mới có 1-2 tuần này nó quá tiệt rồi. Hài lòng không? Ừ, chứ tê tết quá nhỉ. Về nhà phải hạn chế cay nóng, dầu mỡ nhé. Không sờ tay lên mà không kẹn nặng nhé. Và hạn chế thức khuya nhé. Hôm nay mình sẽ làm sạch, xử lý mụn và xử lý thâm. Anh chỉnh cho em cái đơn nha em nhé. Ok. Em thấy đỡ được mấy phần? Chẳng được gì. 7-8 phần. Được không? Vâng. Thừa sức nhỉ? Em thấy da của em sáng đẹp đấy. Vâng. Một ẩn thì còn một xíu nữa. Vâng. Mới có 1-2 tuần này nó quá tiệt rồi. Hài lòng không? Ừ, chưa tê tết quá nhỉ. Về nhà phải hạn chế cay nóng, dầu mỡ nhé. Không sờ tay lên mà không kẹn nặng nhé. Và hạn chế thức khuya nhé. Hôm nay mình sẽ làm sạch, xử lý mụn và xử lý thâm. Anh chỉnh cho em cái đơn nha em nhé. Ok.